Hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Ichimoku Club và quay trở lại với video phân tích thị trường sau phiên giao dịch ngày 5 tháng 3 cùng với Man. Chúc anh chị sẽ có một buổi chiều thật là vui vẻ, thật là ấm áp anh chị ha. Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ của Man sẽ mang lại những cái góc nhìn cũng như là những cái kế hoạch, những cái hành động làm sao nó phù hợp và nó an toàn nhất cho danh mục của anh chị. Anh chị đang theo dõi video, cố gắng ủng hộ cho Man những cái lượt like cũng như là những cái trái tim màu tím ở dưới phần bình luận để tăng cái tương tác cho video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì về thị trường, chúng ta có một phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn tiếp tục rất là tích cực, đúng không ạ? Đây, anh chị có thể thấy là ngày hôm nay thì VN-Index của chúng ta tiếp tục tăng 8,57 điểm anh chị nhỉ, tăng tương đối mạnh và nó có được cái sự kéo bật tăng thêm ở trong phiên ATC. Đó, và đóng cửa thì VN-Index của chúng ta đang dừng chân tại mốc là 1.269,98 điểm. Chúng ta có 258 mã tăng và 212 mã giảm. Đó, ở VN30 thì ngày hôm nay tăng tới 11,64 điểm, đóng cửa mức là 1.280,17 điểm. Chúng ta có 20 mã tăng và 6 mã giảm anh chị nha. Thì phiên ngày hôm nay là một phiên tăng điểm, tiếp tục tăng điểm, đúng không ạ? Và cũng cái độ lan tỏa ngày hôm nay cũng khá là tích cực, và cái động lực chủ yếu thì anh chị thấy là ngày hôm nay tới từ nhóm VN30. VN30 tăng điểm khá là tích cực và kéo cho VN-Index chúng ta rất là nhiều. Các cổ phiếu tích cực ngày hôm nay chúng ta có GVR, có CTG, HVN, BCM, KBC, MWG và một số các cái cổ phiếu khác. Ở chiều ngược lại ngày hôm nay chúng ta có Vietcombank kéo giảm tương đối nhiều. Ngoài ra có DGC, có TPBank, có MSB, có VPBank, SAP và một vài cổ phiếu khác anh chị ha. Thanh khoản của chúng ta ngày hôm nay thì tiếp tục ở mức tương đối cao nhé. Tiếp tục là một phiên giao dịch tỷ đô. Đó, giá trị giao dịch ngày hôm nay đạt được 26.600 tỷ và khối lượng giao dịch đạt được 1.136.000.000 cổ phiếu. Thì đây vẫn là một mức thanh khoản tương đối cao, và khi mà thị trường đang tiếp cận đến những cái vùng đỉnh và những cái vùng đỉnh cũ, những vùng 1.260 đến vùng 1.300, thì với một cái thanh khoản tương đối cao như này thì em nghĩ là nó vẫn là một cái tín hiệu mà để cho chúng ta nên thận trọng một chút anh chị ạ, với một cái mức thanh khoản khá cao. Đó, thì đấy là về thanh khoản. Còn chúng ta điểm qua một chút về cái giao dịch của khối ngoại ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì khối ngoại bán dòng 99 tỷ anh chị nha, cũng không nhiều, đúng không? Và ngày hôm nay thì bán SSI, bán Vinhome, DDM và một vài cổ phiếu khác. Mua thì mua MWG, mua Masan, mua STB, đó, rồi Hòa Phát, CTD và những một vài cổ phiếu khác. Đó, thì tổng kết lại ngày hôm nay thì bán dòng nhẹ thôi. Đó, thì chúng ta có một phiên giao dịch ngày 5 tháng 3 vẫn mang cái sự khá là tích cực anh chị nha, vẫn mang cái sự khá là tích cực khi mà chúng ta thấy thị trường tăng tương đối mạnh và các cái cổ phiếu cũng có những cái sự bật tăng khá tốt. Các cái nhóm ngành ngày hôm nay chị thấy là có nhóm chứng khoán, đúng không, là một cái nhóm mà tương đối tích cực ở trong cuối phiên ngày hôm nay. Hầu hết các cổ phiếu đều tăng. Đó, có những cổ phiếu mà khỏe tăng tương đối là tốt như FDS gần trần, MBS cũng trần, AGR tăng gần 4% này, rồi một vài cổ phiếu khác. Thì cái sắc xanh nó chiếm nó lan tỏa tương đối tốt ở trong nhóm chứng khoán. Ngoài ra một cái nhóm mà cũng khá tích cực ở trong ngày hôm nay chúng ta có nhóm đầu tư công anh chị nha. Nhóm đầu tư công ngày hôm nay cũng tương đối là tích cực. Chúng ta có HHV ngày hôm nay cũng tăng nhẹ này, FCN ngày hôm nay tăng tương đối tốt 5,5%, rồi IGC, CI cũng tăng khá là tích cực, G36 và rồi một vài cổ phiếu khác trong nhóm đầu tư công cũng tương đối tích cực. Ngày hôm nay thì các nhóm ngành như bất động sản thì có sự chững lại anh chị nhỉ, có sự chững lại và có sự rung lắc. Đó, thì hầu hết các cổ phiếu chính ở trong nhóm bất động sản ngày hôm nay thì đang ở cái trạng thái giảm điểm. Đó, chỉ có HDG thôi, HDG thì ngày hôm nay tăng được 2%. Tuy nhiên đa số cổ phiếu là ở cái trạng thái là đỏ anh chị nha. Đó, đầu tư bất động sản công nghiệp cũng tương tự. Rồi một số các cái nhóm ngành khác, thép, đúng không ạ? Thép ngày hôm nay thì cũng giữ được cái sắc xanh tương đối là tốt,
Hòa Phát thì tiếp tục tăng 1,1 điểm. Đó, Hòa Phát thì vẫn là một cái cổ phiếu mà nó đã có trend khá là tốt rồi anh chị nha. Đó, nó đã có trend khá là tốt rồi. Anh chị mà có cổ phiếu Hòa Phát thì em nghĩ vẫn hoàn toàn có thể giữ được thôi. Đó, thì đấy là một vài cái nhóm ngành ngân hàng. Đúng không? Chúng ta điểm qua cái nhóm vốn hóa lớn nhất ở trong thị trường. Ngân hàng cuối phiên cũng có sự kéo lại khá là tích cực. Hầu như các cổ phiếu đều quay lại sắc xanh anh chị nha. Đó, thì đấy là diễn biến của các nhóm ngành ngày hôm nay. Thì với cái sự tích cực này thì thị trường của chúng ta sẽ diễn biến như thế nào trong các phiên tiếp theo? Những cái tín hiệu thị trường nó đưa lại cho chúng ta là những cái tín hiệu như thế nào để chúng ta nên làm gì? Thì chúng ta sẽ cùng đi qua phần thứ hai anh chị nha. Chúng ta sẽ cùng đi qua phần nhận định thị trường và đưa ra những cái kế hoạch, những cái hành động dành cho anh chị. Đó. Ok, anh chị đang theo dõi video mà chưa like thì mọi người cố gắng ủng hộ cho em An những cái lượt like cũng như là những cái trái tim màu tím anh chị nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, và VN-Index thì ngày hôm nay là một phiên tăng điểm tương đối tích cực, đúng không? Đóng cửa cao nhất phiên. Và cái xu hướng của VN-Index hiện tại chúng ta vẫn đang là một xu tăng mọi người nha. Vẫn đang là một xu tăng này. Đó, trạng thái thì hiện tại là cũng đang là một trạng thái tăng với cái việc mà ngày hôm nay đã vượt đỉnh. Đó, thì chúng ta sẽ hướng tới những cái vùng đỉnh cũ thôi. À, đỉnh 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 cũ ở trong những giai đoạn trước, ở trong cái giai đoạn tháng 8 năm 2022, tức là quanh vùng 1.300 anh chị nhá, 1.290, 1.300. Đó, thì đấy là cái đỉnh cũ để chúng ta hướng tới. Tuy nhiên thì ở trong những khung ngắn hơn là khung daily thì như vẫn chia sẻ với anh chị là thị trường chúng ta thì vẫn đang có những tín hiệu phân kỳ. Nhìn nhá, hiện tại với phiên ngày hôm nay thì nó diễn biến khá là tích cực đấy. Đó, tuy nhiên thì cái RSI thì ngày nay nó vẫn chưa vượt được vùng 80. Thì chúng ta sẽ quan sát ở trong các phiên tiếp theo anh chị nhá. Đây. RSI hiện tại thì đang ở vùng hơn 79 rồi. Đó, còn đỉnh cũ nó đây, đúng không? Thì nếu như vượt được vùng này thì chúng ta sẽ có những tín hiệu phá phân kỳ. Đó, và lúc đấy thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu cân bằng của thị trường để chúng ta tìm kiếm điểm tham gia. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ cần đợi tín hiệu xác nhận. Hiện tại thì nó đang tiếp cận ở vùng này thôi. Nếu mà ngày mai mà thị trường của chúng ta tiếp tục có một phiên tăng điểm đó và RSI nó đóng nến kết phiên nó giữ được vùng trên vùng 80 thì chúng ta sẽ có một cái thế là phá phân kỳ anh chị nha. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần đợi ở trong phiên ngày mai đó. Còn phiên ngày hôm nay thì tương đối tích cực nhưng mà nó vẫn chưa phá được thế phân kỳ đó, thì mọi người vẫn lưu ý giúp em một chút là về cái tín hiệu thị trường thì hiện tại là chúng ta vẫn có những cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý anh chị nhá. Vẫn có những phần chúng ta phải lưu ý, vẫn có những cái phần mà chúng ta cần phải thận trọng, đặc biệt là khi mà thị trường lên đâu đó 1270 đến vùng 1.300 thì em nghĩ là cái mức độ mà rủi ro trong ngắn hạn có một cái nhịp điều chỉnh thì nó sẽ cao hơn, nó sẽ lại càng cao hơn anh chị nha. Trong suốt một cái nhịp tăng vừa rồi thì chị thấy là thị trường ta chưa có một nhịp chỉnh đủ mạnh đó, chưa có một nhịp chỉnh đủ mạnh, cho nên là chúng ta cũng nên thận trọng, đúng không? Vẫn nên thận trọng một chút anh chị nhá. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái tín hiệu xác nhận ở trong chờ đợi những tín hiệu xác nhận ở trong phiên ngày mai hoặc là một vài phiên sắp tới để xem là nó có phá được cái thế phân kỳ không anh chị nha. Đó, còn hiện tại thì hỗ trợ chúng ta ở trong những khung ngắn hơn thì chúng ta đang có những cái vùng hỗ trợ ở trong khung 15 phút này đó, thì anh chị thấy là chúng ta có vùng 1255, thì cái này thì cũng đã chia sẻ với anh chị ở trực tiếp ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay rồi. 1255 sẽ là cái vùng mà tương đối là quan trọng trong ngắn hạn. Nếu mà mất vùng này thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu điều chỉnh về những vùng hỗ trợ bên dưới anh nhá, và những vùng hỗ trợ bên dưới ở trong những khung lớn hơn đó, có thể là sẽ vùng 1210 này, rồi ở trong khung daily chúng ta cũng sẽ có những vùng hỗ trợ ở những cái vùng bên dưới mạnh hơn, đúng không anh chị nhá, 1170 đúng không? Đấy là những cái vùng hỗ trợ mà chúng ta quan tâm khi mà thị trường nó phá, nó bị mất cái vùng 1255 đó anh chị nhá. Thì còn hiện tại thì về cái hỗ trợ ngắn hạn nó vẫn đang giữ được đấy, thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái tín hiệu phân kỳ này thôi, thận trọng một chút đó, thận trọng một chút anh chị nhá. Thì với cái kịch bản như vậy ấy, thì cái view và cái hành động của chúng ta thì vẫn đang giữ những cái quan điểm như cũ thôi. Nếu như mà chúng ta có những cổ phiếu mà vị thế của chúng ta không được quá tốt anh chị nhá. Những cổ phiếu mà vị thế của chúng ta không được quá tốt và cái trend của cổ phiếu đấy nó không được quá đẹp thì em nghĩ là chúng ta vẫn có thể là tính toán cái câu chuyện là cơ cấu đó, cơ cấu anh chị nhá. Trong đầu tư thì rủi ro nó luôn luôn có, đúng không? Và cái việc mà chúng ta cần phải nghĩ tới cái việc rủi ro đó, nghĩ tới cái kịch bản xấu, em nghĩ là một cái mà nó cũng rất là quan trọng đó, để chúng ta
biết được rằng cái rủi ro nó đang hiện hữu và chúng ta có những cái phương án để chúng ta có thể là phòng ngừa những rủi ro đấy. Đó, thì với những cổ phiếu mà vị thế không tốt, tức là chúng ta đang hòa vốn hoặc đang lãi nhẹ hoặc thậm chí đang lỗ nhẹ, thì em nghĩ là chúng ta cũng có thể là cân nhắc. Đó, anh chị nhá, có thể cân nhắc đó, để chúng ta hạ bớt những cổ phiếu đấy. Còn những cái cổ phiếu mà anh chị đang có trend tốt thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ bình thường thôi, đúng không? Chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ bình thường. Nếu mà anh chị mà nắm cái tỷ trọng cao quá với những cổ phiếu mà có trend đấy, thì anh chị mà muốn lướt lát thì anh chị có thể là hạ bớt một phần thôi, hạ bớt phần 3 gì đấy, 2-3% gì đấy, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh để chúng ta mua cover lại sau đấy anh chị nha. Còn nếu anh chị nào không muốn lướt lát mà có một vị thế tốt với những cổ phiếu tốt, như là ví dụ chúng ta có là HCM, đúng không, chúng ta cũng đang có những cái trend rất là tốt đó, anh chị mà nắm được những vùng nền bên dưới này thì mọi người vẫn hoàn toàn có thể cầm thôi, đúng không, hoàn toàn có thể cầm thôi. Rồi VCI cũng có những cái trend cũng khá là ổn rồi đó, thì anh chị mà mua những vùng nền này thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể cầm tiếp đấy. Còn muốn lướt lát thì có thể canh hạ bớt một phần đó, độ 2-3% thôi, để chúng ta chờ đợi những cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh thì chúng ta tham gia, đúng không. Hòa Phát cũng có những cái trend khá là tốt đó, Hòa Phát ở trong khung tuần nó cũng khá ổn này đó, Hòa Phát trong khung tuần nó cũng đang khá là ổn, nó có những cái trạng thái tăng từ tuần trước rồi, nó có một cái xu hướng tăng và một cái trạng thái tăng khá tốt ở trong cái tuần trước, đúng không ạ. Nó đã vượt được những vùng kháng cự ở trong khung tuần rồi đó, vượt được những cái vùng đỉnh cũ rồi, thì nó là một cái cổ phiếu mà tương đối khỏe trong nhóm thép đó. Thì với những cổ phiếu như này thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ, đúng không? Còn với những cổ phiếu mà vị thế anh chị không tốt thì chúng ta có thể cơ cấu hạ bớt đó anh nhìn nha. Đây, ở trong room của em thì ngày hôm nay em tiếp tục bán 1/2 KBC đó, KBC em mua 31.3 31.6, thì em bán 1/2 thôi. Cổ phiếu này thì em sẽ giữ 1/2 anh chị nha, cổ phiếu này thì em sẽ giữ 1/2 để đợi chỉnh mua lại đó, đợi chỉnh em sẽ mua lại sau. KBC này, đúng không ạ, thì em sẽ đợi chỉnh em mua lại sau anh chị nhé. Rồi Hòa Phát thì em cũng vẫn cầm, Hòa Phát thì chưa bán tí nào đó. Rồi những cổ phiếu trong nhóm chứng khoán DGVK em cũng bán 1/2 này, đúng như là bán 1/2, còn lại giữ 1/2 đấy. HSV thì ngày hôm qua bán hòa vốn rồi đó. Đó, những cái cổ phiếu mà vị thế của em nó không được tốt thì em sẽ chấp nhận nhịp này là em tạm thời em thoát anh chị nha. Những cổ phiếu vị thế không được tốt thì chấp nhận giai đoạn này tạm thời thoát, còn những cổ phiếu mà có vị thế tốt thì chúng ta cứ tiếp tục nắm giữ anh chị nhé. Chúng ta tiếp tục nắm giữ, cũng chưa có tín hiệu gì mà phải quá lo lắng đến mức là chúng ta bán hết danh mục đâu. Cái này thì mọi người phải phải phụ thuộc cái danh mục của mình nha, mọi người cần phải xem cái danh mục của mình nó đang ở mức nào, đúng không, các cổ phiếu anh chị đang nắm giữ nó đang ở mức nào, thì anh chị có thể là đưa ra những cái hướng xử lý nó sẽ ok hơn anh chị nhá. Đó, ví dụ như VCI thì em vẫn cầm rồi, đúng không, đó, vẫn nói mọi người vẫn cầm này. KBC thì bán 1/2 rồi đó, bán 1/2 này. HCM thì cũng còn 1/2 cầm này. Hòa Phát thì chưa bán đi nào thì vẫn cầm. EIB thì đang đợi nó hồi lên những vùng cân bằng thì em cũng sẽ cân nhắc để tạm thời thoát. DGVK thoát 1/2 rồi, đúng không, đó thì đang cầm 1/2. VIP thì chưa thoát thì vẫn đang cầm đó. VIP thì cũng đang cân nhắc là những cái nhịp mà nó kéo lên thêm một chút thì cũng sẽ hạ bớt thôi. HHV thì ngày hôm qua bán rồi đó. Thì bây giờ danh mục của em chỉ còn một vài cổ phiếu này thôi, là những cổ phiếu mà em đang có một cái có một cái cổ phiếu nó đang có một cái trend khá là tốt và có một cái vị thế cũng khá là ổn anh chị nha. Có một cái vị thế khá là ổn thì với những cổ phiếu mà chúng ta có một cái vị thế ổn ấy, thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ được, và em nghĩ là nên nắm giữ. Có bán thì bán hạ bớt thôi, chứ chúng ta không nên bán hết anh chị nhá. Với một cái nhịp mà rung lắc điều chỉnh khoảng tầm 100 điểm như chúng ta đang đang chia sẻ, đúng không, đó, có thể, đúng không? Bởi vì là với những cái tín hiệu mà thị trường đang ở một cái xu hướng tăng khá mạnh đó, một cái xu hướng tăng khá mạnh cái đường giá nó cũng đang tiếp cận cái giải cái biên trên của Bollinger Band rồi đó, và nó xuất hiện những tín hiệu phân kỳ, thì em nghĩ là nó có cái xác suất nó khoảng tầm 70%, đúng không, như đã chia sẻ với mọi người, cái xác suất điều chỉnh nó khoảng tầm 70% đó. Thì với cái việc mà có tín hiệu như vậy đó, thì chúng ta hạ bớt những cổ phiếu mà có vị thế không tốt. Còn những vị thế cổ phiếu mà có vị thế tốt thì em nghĩ với một cái nhịp điều chỉnh khoảng tầm 100 điểm thì nó cũng rất là khó để có thể gãy được cái trend, gãy được cái vị thế mà chúng ta đang cầm đó. Cho nên là những cái cổ phiếu mà vị thế tốt thì anh chị có thể là nắm giữ tiếp hoặc là hạ bớt một phần nào đấy thôi
anh chị nha, còn tiếp tục nắm giữ để tránh mất cái vị thế tốt nhá, tránh mất cái vị thế tốt. Một cái vị thế nó là một cái mà rất là quan trọng để nó liên quan tới cái việc mà chúng ta có thể nắm giữ và cầm dài được cổ phiếu không, đúng không? Rõ ràng trong cái quá trình đi lên ấy, đó nó sẽ có những nhịp rung lắc, có những nhịp điều chỉnh, thậm chí có những cái nhịp điều chỉnh mạnh độ 100 hoặc hơn 100 điểm là nó hoàn toàn có, đúng không? Thì cái vị thế của anh chị mà đủ tốt ấy, thì anh chị có thể là gồng qua được. Ví dụ như là cái giai đoạn này chúng ta đang chia sẻ là thị trường có những tín hiệu điều chỉnh khoảng tầm 100 điểm, đúng không? Nhưng mà một cái vị thế tốt thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể cầm được. Nhưng mà những cái vị thế không tốt thì nó chỉ cần rung lắc thôi, cổ phiếu nó điều chỉnh đâu đó khoảng tầm 10% thôi, đúng không? Là chúng ta không có một vị thế không tốt là nó vi phạm cắt lỗ hết rồi. Đấy, vi phạm cắt lỗ hết rồi, mà không cắt thì nó vi phạm cái nguyên tắc giao dịch của chúng ta. Đó, cho nên là anh chị lưu ý giúp em nhé, những cái cổ phiếu mà có vị thế tốt nó giúp anh chị có thể là an toàn để cầm qua được cái nhịp rung lắc đấy thì chúng ta cứ nắm giữ tiếp. Đó, anh chị nha, chúng ta cân nhắc giữa cái việc điều chỉnh 100 điểm đấy với cái vị thế chúng ta đang cầm. Liệu rằng một cái nhịp điều chỉnh 100 điểm đấy nó có thể là làm gãy cái trend, làm gãy mất cái vị thế của chúng ta không, đúng không? Nếu mà ok thì vẫn nắm giữ tiếp. Đó, nếu mà cái vị thế nó ok anh chị vẫn nắm giữ tiếp anh chị nha. Đó thì đấy là về cái nhận định thị trường và cái kế hoạch giao dịch dành cho anh chị đang cầm hàng. Thế còn với những anh chị mà đang cầm tiền, đúng không ạ? Với những chị mà đang cầm tiền thì em nghĩ là giai đoạn này thì để mua thì nó tương đối là khó, tương đối là khó, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là ngồi ngồi đợi thị trường. Giai đoạn này em nghĩ là phải chấp nhận ngồi đợi thị trường thôi. Đó, có thể là nó sẽ kéo dưới một nhịp như hôm trước chúng ta nói ấy, cũng hoàn toàn có thể nó có những kịch bản nó kéo dưới một 1280 đấy, hoặc thậm chí là có một kịch bản nào đấy nó lên 1300 chẳng hạn, đúng không? Thì cái xác suất mà rung lắc ở những vùng đấy, xác suất điều chỉnh những vùng đấy nó rất là cao. Bây giờ một cái vị thế nắm giữ thì chúng ta với một cái vị thế tốt thì em nghĩ là vẫn có thể là yên tâm nắm giữ, nhưng mà một cái vị thế không tốt và cái việc mà chúng ta mua mới giai đoạn này thì nó rất là rủi ro. Đó, nó rất là rủi ro, càng lên gần 1280, 1300 càng rủi ro cho cái việc mua mới. Đó, cho nên là bây giờ thì em nghĩ là chúng ta cần phải đợi những tín hiệu của thị trường. Đó, khi nào thị trường nó cho những tín hiệu phá phân kỳ và nó tích lũy, nó cân bằng trở lại thì đấy sẽ là cái thời điểm mà chúng ta tìm kiếm cái điểm tham gia sau. Còn nếu nó cứ kéo tiếp lên như này, cứ kéo tiếp như này thì cái việc chắc chắn là chúng ta cũng không thể là tham gia được, đúng không? Cũng không thể là nhảy vào đu vào được. Đó, hoặc là nếu mà có tham gia, có cổ phiếu nào đẹp thì chúng ta cũng chỉ tham gia với một cái tỷ trọng nó cũng rất là thấp thôi, 2-3% thôi, chứ còn cũng rất là khó để chúng ta có thể mạo hiểm là tham gia với cái tỷ trọng lớn ở trong giai đoạn này với cái việc mua mới. Đó, cho nên là anh chị mà đã chấp nhận cầm tiền rồi, đúng không? Chúng ta đã bán, chúng ta đã cơ cấu thì chúng ta nên kiên nhẫn thêm, anh nhá, nên kiên nhẫn thêm cái việc mà thị trường đi lên ấy, và những cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy là thị trường nó FOMO nhất, tức là những cái giai đoạn mà chúng ta cảm thấy là cầm tiền chúng ta khó chịu nhất, đúng không ạ? Cầm tiền ta cảm thấy khó chịu nhất, cảm thấy là bây giờ không mua là thị trường nó lên là cổ phiếu nó chạy mất. Đó, lúc đấy rất rất là vội rồi. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà nó tương đối là rủi ro, đúng không? Cái nhịp chỉnh nó đang tương đối đến gần. Và hiện tại thì em nghĩ là cũng đang bắt đầu xuất hiện những cái tâm lý đấy rồi. Với những anh chị mà đang cầm tiền thì cũng đang xuất hiện những cái tín hiệu như vậy rồi. Đó, cho nên là em nghĩ là thôi, nếu đã cơ cấu và đợi cái thời điểm thì chúng ta nên tuân thủ cái chiến lược. Anh nhìn nhá, nên tuân thủ cái chiến lược, nên tuân thủ cái công cụ của chúng ta. Khi nào mà công cụ nó cho cái tín hiệu vào thì chúng ta hãy vào, đúng không? Còn những cái vùng mà lưng chừng nó đang kéo tiếp, kéo dướn thì em nghĩ là nên cố gắng là kiên nhẫn thêm một chút. Anh chị nha, nên cố gắng kiên nhẫn thêm một chút. Đó. Thì đấy là về kịch bản, cái kế hoạch dành cho anh chị mà chúng ta đang đang nắm giữ cổ phiếu hoặc là đang cầm tiền anh chị nha. Đó thì mọi người cố gắng là lưu ý một chút những cái giai đoạn, những cái tâm lý trên thị trường, thì thị trường nó luôn luôn là làm cái việc mà công tác tâm lý cho mọi người rất là tốt. Những cái giai đoạn mà thị trường nó muốn anh chị thấy hoảng loạn, hoặc là những cái giai đoạn mà thị trường nó muốn cho anh chị thấy cái sự tiềm năng, thấy cái sự tích cực thị trường để chúng ta đua vào cổ phiếu, nó làm rất là tốt. Nhưng mà chúng ta nên cân nhắc, nên tỉnh táo một chút. Cái việc mà chúng ta mua thì nó rất là dễ, đúng không? Mua thì nó rất là dễ, nhưng mà cái việc mà cái hệ quả sau này ấy, đó, khi mà mua xong thì nó cái câu chuyện ở đằng sau đấy thì nó lại phức tạp hơn rất là nhiều,
và nó có tiềm ẩn những cái sự rủi ro, đúng không? Và câu chuyện rõ ràng là tiền của chúng ta thì chúng ta phải cố gắng là làm sao phải giữ được tiền đó, phải giữ được tiền anh chị nhá, chứ không phải là đầu tư lúc nào chúng ta cũng chỉ nhìn thấy cái lợi nhuận, chúng ta chỉ nhìn thấy cái là à hôm nay mua ở đây thì ngày mai nó thế này, ngày mai bán ở vùng này chốt lời bao nhiêu đó. Câu chuyện đầu tư nó không thể là chỉ nhìn một phía như vậy được, đầu tư chúng ta còn phải nhìn, phải nhận diện được những cái rủi ro nữa. Hôm nay chúng ta mua ở đây thì chúng ta có những cái rủi ro như thế nào, và với cái rủi ro đấy thì chúng ta có thể là có một cái chiến lược như thế nào đấy đó để chúng ta quản trị được cái rủi ro đó anh chị nha. Cho nên mọi người cố gắng là nếu như mà cầm được hàng đẹp, cầm được hàng tốt thì tiếp tục nắm giữ, nếu muốn lướt lát thì chỉ hạ bớt một phần thôi, đúng không? Với một cái nhịp mà có khả năng là chỉnh khoảng tầm 100 điểm thì em nghĩ là nó cũng không phải là quá quá là khủng khiếp để có thể gãy được những cái cổ phiếu mà có trend tốt rồi đấy. Còn anh chị mà đã cơ cấu, đã thoát những cái vị thế mà không được quá tốt để chúng ta cầm tiền thì chúng ta bắt buộc phải kiên nhẫn thêm anh chị nhá, bắt buộc phải kiên nhẫn thêm, giai đoạn này đu vào rất là nguy hiểm đó anh chị nha. Thì nếu như mà anh chị mà đang cần tìm một người đồng hành, một người hỗ trợ trong quá trình đầu tư của mọi người thì anh chị có thể là liên hệ và về với đội của em An anh chị nha. Anh chị có thể liên hệ với em An qua số điện thoại trên màn hình, và anh chị chỉ cần có một tài khoản ở VPS với ID của em An là Q341 và có phát sinh giao dịch thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong cái quá trình đầu tư của mọi người đó. Hoặc là những anh chị mà chưa có những lý do mà chưa tiện để chuyển ID, chưa tiện để mở tài khoản thì anh chị có thể là tham gia với hình thức là thu phí, một cái mức phí nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, nó rất là phù hợp thôi anh chị nha. Thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với em An để em sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng với anh chị nha. Ok thì chắc là em sẽ xin phép kết thúc video đây đó. Anh chị mà yêu quý thì nhớ liên hệ với em An nha. Anh chị mà chưa like, chưa thả tim thì cố gắng ủng hộ cho em An những cái lượt like cũng như là những cái trái tim ở dưới phần bình luận để tăng cái tương tác cho video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị vào livestream tối nay 19 giờ 15 phút đấy chị nha. 19 giờ 15 phút hàng ngày thì em An sẽ livestream và hỗ trợ trực tiếp anh chị những cái câu hỏi, những cái cổ phiếu anh chị quan tâm. Đó thì anh chị mà cần hỗ trợ thêm thì anh chị có thể tham gia vào lúc 17 giờ 15 phút mọi người nhé. Ok, bye bye cả nhà.